Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Có lẽ đây là một video cuối cùng của năm 2022. Khi em đăng tải video này thì em sẽ kết thúc khép lại một năm. Một năm có thể nói rằng đầy khó khăn và đầy những sóng gió bởi dịch bệnh, kinh tế. Và xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh. Và cảm ơn rất nhiều bác khách hàng đã ủng hộ sản phẩm của Thế Giới Đài trong một năm qua. Và con số thống kê mà Thế Giới Đài thống kê lại thì trong một năm qua thì đã cung cấp ra thị trường khoảng tầm hơn 400 sản phẩm ở các mức độ cũng như là cái giá trị khác nhau. Và đây là sản phẩm QT88. Thì sản phẩm này em đăng tải lên kênh để phục vụ bác nào có nhu cầu. Hàng thì có rất nhiều hàng mới về nhưng bây giờ thì không thể kịp bán được nữa. Và cũng nhờ video này để gửi gắm đến toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc. Cảm ơn các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã tin tưởng và ủng hộ Thế Giới Đài trong suốt 5 năm qua. Em xin test luôn tính năng của chiếc đài QT88 này. Và video này cũng là video cuối cùng của năm 2022. Và hẹn gặp lại các bác ở năm 2023. Và bên em sẽ mở bán trở lại sau Tết âm lịch. Cụ thể ngày nào thì em sẽ thông báo trên kênh. Và bây giờ thì em xin mời các bác thẩm âm chiếc đài này. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai nào ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo sao thưa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hơn. Mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo có người sửa sang, khu vườn thiếu hoa hàng xuân. Ngày trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta. Yeah.
tiếng nghe pháo sao thừa rộn ràng nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay những đôi mà mẹ buồn lắm mái tranh nghèo không người sửa sang khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta mới mưa ngày xuân đi quê con con biết không về chờ em đâu nhưng nếu con về bạn bè thương mong bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng mình nếm ấm mẹ thương con xin đợi ngày em sẽ chuyển sang test một ca khúc nữa. Không về thì xuân ơi xuân sẽ buồn hơn mấy tuổi mai già và mùa xuân quên mặc áo mơ hẹn hò xa xuân đã đi nhỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay yêu hắt giọt lệ đây em có nghe trời vào xuân chưa bên sông bàn tay nâng niu hoa cúc
tay thu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng đã lắng nghe em test bằng cuốn băng Duy Khánh hát về mùa xuân. Và xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh. Cảm ơn các bác đã đăng ký kênh của Thế Giới Đài. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể các bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, đón chào một năm mới thật nhiều hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo vào năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.